Cậu bốn lòng lọ. Đi đâu đấy? Sao lại đi vào cái chỗ cánh đồng này? Cậu thế là cậu chưa biết là trong này có rất nhiều đồ ăn ngon nhá. Cái gì? Đi. Sao lại có đồ ăn ở trong này? Có chứ. Hôm nay tớ sẽ tổ chức một bữa tiệc này cực kỳ ngon, mời cậu luôn này. Xem tớ đây này, đi lại. Đứng dưới đấy đợi tớ. Sắp xong rồi. Này. Uầy, có siêu thế. Chưa gì mà đã lấy được cả trứng rồi. Chưa phải là hết đâu. Vẫn còn đồ ăn nữa cơ. Đi. Bằng kia. Còn cái gì? Bằng kia đi, đi theo tớ. Sắp rồi, sắp ra rồi. Đây, ở đây, chắc chắn là ở đây rồi. Ui, đây rồi. Ui, có củ khoai này. Sao ở đây có khoai, sao cậu biết ở đây có khoai vậy? Ui. Phải không? Ui, không ngờ lại có thể kiếm được khoai ở đây đấy. Thế là cậu hay đi đào khoai linh tinh thế này hả? Ui. Nghe của tớ mà. Có vẻ là đủ rồi đấy. Thôi, chúng ta đi tiếp. Đi. Đi. Đến rồi. Ngồi xuống đây đi cậu. Lại làm gì đấy cậu? Đấy, cậu quên mất nhà hàng này của tớ à. À, đang ra đây để chế biến đúng không? Đúng rồi. Wow. Vậy là cậu sẽ mời tớ các xiên nướng do cậu tự chế biến. Đây. Cái gì đấy? Xiên cá tớ dành dụ bao nhiêu ngày tháng. Có bằng này cái xiên cá, viên cá đấy cậu không nhầm gì phải không? Ồ đúng rồi, đây là chính là viên cá, viên tôm, viên chiên. Đúng. Đấy. Wow. Lật đi cậu ơi, lật. Ăn cả vỏ hả? Nó mới chỉ hơi cháy một chút ở bên trong thôi. Wow. Ui, quả trứng này nó rất là thơm luôn. Thơm quá. Đây, tôi ăn thử cái này. Ăn khoai tây mà được chưa? Ăn khoai tây nướng này ngon. Ngon quá. Đây, chắc không cần móc vỏ đâu nhỉ. Ui, thiêu ngon không? Thế à? Ừ. Nó cũng muốn ăn thử. Nó không? Mềm lắm. Tớ rất thích là, tớ rất thích ăn những đồ ăn mà được xiên que như thế này này. Ừ. Hay là bây giờ cậu về đi về nhà tớ không? Đi về nhà tớ, tớ sẽ chuẩn bị tất cả rất là nhiều đồ xiên que tớ mời cậu ăn. Bây giờ chỗ này cũng chín rồi đúng không? Ừ. Gom lại hết đi. Về nhà tớ chúng ta cùng mở tiệc nhá. Đi. Cái cậu xanh sơ sang này, lâu hết không biết. Mình đã bảo là qua nhà mình luôn mà. Chắc là lại đang tham ăn ăn nốt củ khoai đấy mà. Sao hả chị? Chị bán chuyện này hả? Chị làm sao ấy nhở? Chị không nói được à? Quyển truyện, mấy quyển truyện này mà những 300.000 một quyển cơ á? Bà chị này nhìn mặt quen quen nhỉ? Thôi, bà chị này không phải diễn nữa. Hành động vừa rồi của bà chị đã tố cáo bà chị rồi. Người ta mới hù nhẹ một cái đã giật mình rồi. Mà người câm điếc là có ngôn ngữ riêng của người ta, không phải là khua chân muốn tay loạn xạ lên như bà chị đâu. Với lại mấy quyển chuyện này
mua ở ngoài có mười mấy nghìn, thế mà bán tận 300 nghìn. Nga phải ăn cướp rồi còn gì nữa. Thanh niên khỏe mạnh có chân có tay thì mày tự lao động kiếm sống đi, đừng có dở những cái trò lừa đảo này ra nữa. Bốn lồng lộn. Xin nữa là cậu bị lừa rồi đấy. Cái thằng ăn tin này nhiều chuyện này nữa, tí giờ mày không biết tay nào đấy. Trời ơi. Thương người là tốt nhưng mà phải quan sát kỹ vào nha cậu. Không có là bị lừa đấy. Thôi thì đã định mua cho chị hai quyển rồi đấy. Thôi, chúng ta đi về. Đâu? Đi về nhà cậu nhanh lên đi. Đi. Kéo đầu bọn quay trở lại đánh chúng ta. Đi. Mọi người đâu hết rồi? Đã chuẩn bị xong hết cả đây rồi. Úp. Trời ơi cậu, lên đây đi ngon lắm. Cậu làm cái gì đấy? Cậu làm cái món gì mà sao mà thơm mùi thơm phức phừng phực lên? Cậu nhìn xem cậu biết là gì không? Ui, chỗ nào cũng thấy xiên que luôn. Tớ đã chuẩn bị một đại tiệc xiên que luôn xiên đấy. Xiên que có khắp mọi nơi. Tất cả những cái xiên trên tớ đều chưa nhìn thấy bao giờ ấy. Ngon không? Nhìn đẹp mắt không? Chưa như thế là đúng rồi. Toàn lại xiên đắt tiền mà. Đây là những cái loại xiên que của Nhật Bản đấy các cậu ạ. À. Đây các thế cậu ăn cái này đi, tôm surimi. Ôi. Này mềm chắc là cậu ăn được đấy. Ừ. À. Tôm surimi. Thơm thật đấy. Wow. Các bạn. Con này hình như là không phải bên trong không phải tôm của ạ. Hầu như là mấy cái que này thường là không phải con thật. Chỉ làm họ nặng làm cái hình giống như vậy. Nhưng mà vị cũng rất là ngon đúng không? Ừ. Đây này, tớ có các loại tôm chiên xù luôn nhá. Cậu ăn đi. Tôm chiên xù này có màu nhá, màu hồng, màu vàng. Đấy, nhìn. Còn bên này là có màu xanh. Ừ. Wow, tớ ăn màu xanh, tớ thích màu xanh. Như kiểu rắc hạt cốm bên ngoài hay sao ấy. Cái này mới là cốm bên ngoài nè. Đúng là con tôm ấy. Nhưng mà con tôm bé quá, mà nó vỏ thì quá dày. Ở đây tớ có các loại lẩu luôn nhá. Lẩu xiên que. Trời ơi, ghê chưa? Rất đặc biệt luôn. Wow, đấy, ở đây có cả một cái thanh cua to đùng này. Đang ăn xiên xiên rán mà chán chuyển sang xiên lẩu. Xiên lẩu. Ừ. Ôi như này thơm lắm. Rồi. Cái cũng kia, mùi mực. Cái này là cái gì đây? Là bốn lồng lộn. Cá đấy. Thả cá đấy. Cậu ăn đi. Cậu phải ăn thử mới biết là. Ừ. Cái là ăn nó rất là thơm. Ngon không? Ui ngon quá. Cái là mực. Đúng là xiên nhà giàu, xiên thượng hạng khác. Ơi cái này màu tớ rất là yêu thích. Cậu ăn thử đi. Ok, tớ sẽ ăn màu đen. Có ăn... cái này như quả hồ lô nè. Đúng. Xúc xích hồ lô đấy. Cậu ơi cái viên màu đen này ăn ngon lắm luôn đấy. Nó gọi là cá viên xả chanh đấy cậu ạ. Này ở đây còn có cả cá viên thú mực nữa này. Rất là nhiều luôn. Cậu ăn cái hồ lô đấy thì thế nào? Hồ lô này rất là ngon luôn. Cái này là cái gì đây? Hot dog đây. Cái còn cái này. Đấy là bánh tôm của bạn. Ăn đi. Mỗi người ăn một loại đi. Đây. Ngon. Bánh tôm á. Đây là con đó. Con gọi là con đó. Ngon quá. Thế à? Cái này ngon lắm luôn. Cắn vào bên trong nó bục ra một cái, bục ra phô mai và một cái lớp gì ngô, có vị ngô thơm ngậy luôn. Nào bây giờ tớ sẽ ăn viên phô mai xúc xích nha. Đây là chả cá cốm này. Rất là dễ nhầm với cái tôm cốm đấy luôn. Đây xem sơ xác ăn đi. Đây tớ ăn là chả, tớ ăn chả cá yuba nha. Cái này chắc là ngon nhất nên cậu nhường tớ hả? Cậu ơi còn phô mai cũng thích thôi, còn ngọt ngọt ở bên trong mình có cái gì ngọt ngọt nữa ấy. Hơi dai hơi chẳng thấy miếng cá ở trong này cả. Như đấy không phải là cá hả? Cá này. Cá này bên trong là một cái thanh gì đấy, xong rồi tươi tươi có vị cua. Cá ăn cũng ngon. Tớ ăn xin que. Tớ sẽ gói cho các cậu tất cả chỗ này mang về nhá. Yeah. Chỗ này nó chia cho toàn bộ trẻ con trong xóm được ăn. Lúc nào cũng như nhà phân phát vậy. Lấy của nhà giàu đi cho nhà nghèo. Ok.
Nó giá của một trái chiên này là khoảng 20.000 đến 30.000. 20.000, 30.000, bằng một bát phở. Trời ơi, ăn một cái chiên này bằng mà một bát phở, bằng cả một bữa của rồi đấy. Khủng khiếp. Nhưng mà lâu lâu mày ăn chứ, phải lúc nào cũng ăn đâu. Rồi, video của chúng tới đây cũng là kết thúc luôn. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong các video lần sau nha. Bye bye. Bye bye.